Cắm hồng vân rối này rộng bao nhiêu anh? Rộng 1m80. 1m80 à? Còn dứa đi. Dứa bao nhiêu? Đoạn dứa là 1m87. 87 đoạn đầu đi. Mới con luốt nha. Đoạn đầu 1m85. 1m85 đôi chiều dài đi, nhanh nhanh. Chiều dài là 3m15. 3m15 chiều dài, chỗ chiều dài, đua đầu dài đây anh Hanh. Dài là 16. 16 ok rồi, em 16 tuổi, được. Xong nghỉ đêm tối thôi. Vân chun sụn này. Nó lốt nha.